Review nóng hổi, một quán cà phê mèo mới tinh ở ngay trung tâm thương mại quận 2. Mình đang có mặt tại trung tâm thương mại Estella. Ở đây trang trí giáng sinh siêu đẹp luôn nè. Từ cổng chính, các bạn đi dọc hết cuối hành lang là đến tổ hợp dành riêng cho các boss nè. Không gian ở đây rất là chill, view mặt kính nhìn ra đường với nhiều cây xanh. Tới đây vừa có thể chơi với các bé mèo, vừa có thể ngắm trời đất và dòng người đi lại. Vé vào cửa đã bao gồm đồ ăn và nước uống thoải mái, không giới hạn số lượng và thời gian luôn. Đặc biệt ở đây có món bánh que chấm kem siêu dính luôn. Để mình giới thiệu một vài em Tây Vịnh ở đây nhé. Đầu tiên là bé mèo hổ báo Benji, cực kỳ nhoi luôn. Tiếp đến là cô nàng hướng nội Sky, hot boy chân ngắn với những trò vô chi tên là Vali. Chàng trai mắt hai màu so deep tên là Pepsi. Boy nhà vừa giàu vừa ngầu Goku. Chàng trai đào hoa và lãng tử với chiếc mũi trái tim mang tên Annie. Chàng trai chân ngắn với cái tên mọng nước bé cam, áo đỏ chứng tỏ chín heo. Em bé trắng bóc Kiwi, công chúa mùa xuân Bành Thị Hoa. Con xám mập gốc kia tên là Tony nha. Chàng trai viết tên mình trên người bé tim. Con chồn đột nhập vào đàn mèo Mochi. Và còn những bé mèo khác nữa. Chúc các bạn có một trải nghiệm thật vui vẻ tại cà phê.